Kính chào quý vị và các bạn đã đến với kênh YouTube chính thức của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Thưa quý vị, ngoài cập nhật những thông tin thời sự nóng nhất, mới nhất, kênh YouTube của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên còn gửi đến quý vị hồ sơ các vụ trọng án đã và đang xảy ra với những phương thức gây án khác nhau của từng tên hung thủ, gây ra rất nhiều hệ lụy đau thương cho các nạn nhân, gia đình và xã hội. Có thể hồ sơ vụ án xảy ra đã lâu, nhưng mỗi vụ án ở đó là một bài học cảnh giác cho chúng ta trước những đối tượng coi thường pháp luật cần phải lên án trong đời sống hàng ngày mà Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên muốn truyền tải đến quý vị. Sau đây là nội dung chi tiết của vụ án ngày hôm nay. Xin mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Anh Nhường có nhiều mối quan hệ bạn bè, cơ quan điều tra nắm được thông tin. Hơn 20 năm về trước, mẹ anh Nhường mất. Một thời gian sau, bố anh Nhường đi bước nữa với một phụ nữ tên là Nguyễn Thị Trinh, sinh năm 1968, trú tại phường Phú Xá, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên. Năm 1990, bố và người mẹ kế của anh Nhường sinh hạ được một con gái. Mối quan hệ giữa mẹ kế với anh Nhường không có mâu thuẫn gì. Cho đến tháng 3 năm 2007, bố đẻ anh Nhường mất. Trước khi bố qua đời, anh Nhường đã làm bản di chúc cho bố ký với nội dung toàn bộ diện tích 2 lô đất, 2 căn nhà cấp 4, một gian nhà 3 tầng xây dựng trên diện tích 2 lô đất đó, chia đều cho 3 anh em của anh Nhường. Di chúc khẳng định đây là tài sản riêng có trước khi bố anh Nhường kết hôn với bà Trinh. Căn cứ vào bản di chúc thì bà Trinh và con gái không được hưởng tài sản gì và đã phải chuyển đi nơi khác ở. Việc anh Nhường thảo bản di chúc như vậy đã nảy sinh mâu thuẫn gay gắt với bà Trinh. Ban chuyên án đã tập trung hướng điều tra vào người mẹ kế của nạn nhân. Trinh có cặp kè với một người đàn ông tên Dương Quang Thái, sinh năm 1970, trú tại xóm Đồi, xã Tân Quang, huyện Sông Công, tỉnh Thái Nguyên. Nghiên cứu kỹ mối quan hệ của Thái, cơ quan điều tra biết đối tượng này quan hệ mật thiết với Nguyễn Sĩ Bắc, sinh năm 1971, ở phường Hùng Vương, thị xã Phúc Yên, tỉnh Vĩnh Phúc. Trước và sau hôm anh Nhường bị đầu độc, Trinh, Thái và Bắc có những biểu hiện bất minh. Trinh và Thái giao cho Bắc một khoản tiền lớn để nhờ giải quyết một vụ mâu thuẫn trong nội bộ gia đình Trinh. Ngày 16 tháng 9, căn cứ vào những tài liệu thu thập được, Công an thành phố Hà Nội đã phối hợp với Công an tỉnh Vĩnh Phúc triệu tập Nguyễn Sĩ Bắc để đấu tranh. Qua khai thác, Bắc khai đã nhận tiền của Trinh và Thái để thuê Nguyễn Duy Niêm, sinh năm 1980, trú tại An Dương, thành phố Hải Phòng, Lê Nguyên Trưởng, sinh năm 1985, trú tại huyện Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh, Đặng Anh Cương, sinh năm 1985, trú tại Cát Hải, Bùi Văn Ninh, sinh năm 1957, trú tại An Dương, Trần Quốc Việt, sinh năm 1988, trú tại Cát Hải, đều ở thành phố Hải Phòng. Cả bọn lập kế hoạch hạ độc anh Nhường. Trong các ngày 17 và 18 tháng 9, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an thành phố Hà Nội đã phối hợp với Công an các tỉnh Thái Nguyên, Vĩnh Phúc và thành phố Hải Phòng thực hiện lệnh bắt khẩn cấp với các đối tượng Nguyễn Thị Trinh, Dương Quang Thái, Đặng Anh Cương và Bùi Văn Ninh can tội sát hại người. Còn Nguyễn Duy Niêm can tội đánh bạc đã bị Công an tỉnh Vĩnh Phúc bắt tạm giam cách đó vài ngày. Lê Nguyên Trưởng cũng vừa bị Công an huyện Đông Anh bắt tạm giam vì liên quan đến một vụ bắt giữ người trái pháp luật. Đối tượng Trần Quốc Việt bỏ trốn. Lời khai của các đối tượng thể hiện rõ vai trò chủ mưu của Nguyễn Thị Trinh. Tháng 7 năm 2010, Trinh nhờ Thái tìm người theo dõi, tìm ra nơi ở của anh Nhường ở Hà Nội để bắt và tẩn trả thù. Thái đã nhờ Bắc thông qua một đối tượng ở huyện Đông Triều, Quảng Ninh để thuê Niêm, Việt, Trưởng, Cương, Ninh tìm bắt anh Nhường với giá 100 triệu đồng. Trong vụ này, Bắc yêu cầu Trinh và Thái phải chi 150 triệu đồng. Bắc được Trinh cung cấp một tấm ảnh chân dung anh Nhường có ghi số điện thoại và địa chỉ nơi ở của nạn nhân. Trinh và Thái yêu cầu Bắc phải tìm được anh Nhường, bắt giữ, giao cho Thái tại dốc Dây Diều, xã Minh Phú, huyện Sóc Sơn. Trinh đã đưa trước cho Bắc 50 triệu đồng, thỏa thuận khi xong việc sẽ thanh toán nốt. Đến giữa tháng 8 năm 2010, Trinh đã đưa cho Thái một viên thuốc và 110 triệu đồng. Nói là thuốc ngủ, phải cho anh Nhường uống thì mới bắt được. Thực chất, Trinh đã giáp tâm sát hại người con riêng của chồng bằng chất độc cyanua. Ngày 21 tháng 8, biết anh Nhường chuẩn bị về quê, Trinh đã điện thoại báo cho Thái biết. Sau đó, Thái báo cho Bắc để hẹn Niêm cùng đồng bọn thực hiện ý đồ. Sáng 24 tháng 8 năm 2010, Niêm, Việt, Cương và Trưởng bám theo anh Nhường đến một quán cà phê ở phố Ngô Văn Sở, Hà Nội. Chúng đợi anh Nhường rời quán cà phê, đã tạo cớ ép anh Nhường lên taxi. Khi xe chạy qua trạm thu phí cầu Thăng Long hướng Sóc Sơn, Việt đã lấy viên thuốc của Trinh đưa
bẻ làm đôi nhét vào chai nước lọc, ép anh Nhường uống nhưng không được. Đến đoạn đường 35, địa phận xã Nam Sơn, huyện Sóc Sơn, Trường, Niêm và Cương đã khống chế anh Nhường, đổ chai nước pha sẵn nửa viên thuốc độc vào miệng nạn nhân. 30 giây sau, anh Nhường không cử động được, người mềm nhũn, hai bên mép tràn dịch màu cà phê. Ngay sau đó, Niêm cùng đồng bọn hất thi hài anh Nhường xuống vệ đường ở khu vực dốc Dây Diều, xã Minh Phú, huyện Sóc Sơn, theo chỉ đạo của Thái qua điện thoại di động, rồi về thị xã Vĩnh Yên thanh toán nốt số tiền Trinh và Thái thuê. Cơ quan điều tra Công an thành phố Hà Nội phối hợp với công an nhiều tỉnh, thành phố đã làm rõ 8 đối tượng liên quan, bắt 7 đối tượng, khẩn trương truy bắt đối tượng Trần Quốc Việt bỏ trốn. Trong 3 ngày từ 25 đến 27 tháng 5, Tòa án Nhân dân thành phố Hà Nội đã mở phiên tòa sơ thẩm xét xử bị cáo Nguyễn Thị Trinh, sinh năm 1968, trú thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên, cùng 8 đồng phạm trong vụ án dùng cyanua đầu độc làm con riêng của chồng thiệt mạng. Trong suốt phiên xét xử, bị cáo luôn vặn vẹo người, tìm cách né tránh, trả lời vòng vo các câu hỏi của hội đồng xét xử. Sau khi thẩm vấn tại tòa, bị cáo Nguyễn Thị Trinh ôm mặt khóc, một mực khai rằng thứ thuốc mà bà ta đưa cho Thái để thuê giang hồ bắt con chồng uống gây thiệt mạng anh Nguyễn Văn Nhường chỉ là thuốc ngủ. Bị cáo một mực khẳng định bà ta không có ý định sát hại con chồng mà chỉ muốn thuê người bắt anh ta về cho bà ta nói chuyện. Luật sư Hà Đăng, bảo vệ lợi ích cho phía bị hại, nhắc lại một bản cung khi Trinh khai rằng ban đầu bị cáo chỉ định thuê người tẩn anh Nhường, nhưng sau đó nửa tháng, bị cáo đã đổi ý định, quay sang thuê người bắt cóc và cho nạn nhân uống thuốc. Thứ thuốc mà Trinh đưa cho đồng bọn, bị cáo chỉ nghĩ rằng đó là thuốc ngủ là khó chấp nhận được. Sau khi bác lý lẽ biện minh của bị cáo, chủ tọa phiên tòa khẳng định bị cáo thực hiện hành vi phạm tội quyết liệt đến cùng, đưa ra một khoản tiền lớn hơn 100 triệu đồng để thuê người sát hại anh Nhường, cung cấp ảnh nhận diện, báo kế hoạch đi lại của nạn nhân và sát sao chỉ đạo, thúc ép côn đồ hạ độc con riêng của chồng trong suốt quá trình áp giải người này. Kết thúc phiên xét xử, Tòa án Nhân dân thành phố Hà Nội tuyên án tù chung thân đối với 3 bị cáo: Nguyễn Thị Trinh đang nuôi con nhỏ dưới 36 tháng tuổi, Nguyễn Duy Niêm, Đặng Anh Cương về tội sát hại người, riêng Nguyễn Trọng Minh lĩnh 18 tháng tù giam về tội không tố giác tội phạm. 5 bị cáo còn lại bị phạt từ 12 năm đến 18 năm 6 tháng tù giam về cùng tội sát hại người. Quý vị và các bạn thân mến, những thông tin vừa rồi đã khép lại chương trình trên kênh YouTube của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.